Lu, hả? Hồi xưa giờ con có biết nhân vật Hachiko ở bên Nhật Bản không? Hachiko hả? Đúng rồi, Hachiko á. Không, nó biết Hachilu à. Cái gì? Hachilu hả? Hachilu là con gì mày? Hả? Hồi xưa giờ có nhân vật chó tên là Hachiko chứ làm gì có Hachilu? Có chứ sao không? Có đó. Thôi con xạo quá, làm gì có nhân vật Hachilu, chỉ có Hachiko bên Nhật Bản mà thôi. Đây là tên của một chú cún. Cho nó cún. Trời ơi mày, nó cún nghe nó nhẹ hơn. Tôi thích thì kêu chó. Chó nghe nó đẹp hơn. Rồi rồi, ok, chó ha, chó ha. Chó đi. Rồi, vậy bà hỏi lại lần nữa, con có biết con chó Hachiko ở bên Nhật Bản không? Đây là một con chó cực kỳ trung thành. Nó đợi chủ của nó ở gần nhà ga, rồi nó già nó chết luôn. Trời ơi, ngu dữ vậy. Ê mày bị tâm thần hả? Cái đó không phải gọi là ngu, mà là trung thành đó, hiểu chưa? Vậy sao con cũng trung thành mà ba nói con ngu? Gì? Mày trung thành hả? Ừ, trung thành mà. Ừ, mày trung thành lắm. Ăn trực cũng trung thành, rồi ăn dụng cũng trung thành, rồi ỉa đái cũng trung thành một chỗ. Thậm chí ăn trộm vô mày cũng mừng nữa. Trời ơi, ông nói quá nghe. Ăn trộm vô tôi mừng hồi nào trời? Nói nghe đến đây tự ái. Tôi mừng hồi nào? Mới hoài chứ đâu. Bộ mày không nhớ gì hết trơn hả? Không, cái gì không vui là không nhớ à. Mà thôi, cái bỏ qua đi ông ơi. Mất có hai cây bông mà ông làm gì mất hai cái xe tải bằng nhá. Cái đó cũng là tài sản của tao nghe mày. Tài sản gì mà tài sản? Bây giờ ví dụ như tôi ăn mừng đó, rồi nó vô nó bắt tôi luôn. Cái là ông mất tôi. Rồi ông nghĩ hai cây bông đấy với tôi khi cái nào quý hơn chứ? Ủa tôi nói không phải hả? Gì mà cái đây? Mày hay quá ha, luôn ha. Thì tôi nói đúng mà, trời ơi trời. Chứ bây giờ tôi nhảy ra tôi sủa ra cái tụi nó bắt tôi luôn thì sao? Thì tao á. Thì tao buồn phải không? Thực tế đi trời. Bắn tôi chắc không vui quá. Thôi được rồi, tao sợ mày quá. Không phải sợ mà đây gọi là sự thật. Tôi khôn vậy mà không chửi tôi trời. Tao có nói gì đâu. Thôi xạo, mới nãy chê tôi không trung thành. Thì thôi em, không có nói chuyện nữa. Không có chuyện thôi mày. Thì thôi. Thôi quên, không cãi nữa nha. Thôi tôi giận dai lắm, xin lỗi tôi đi. Thôi ba xin lỗi luôn. Lần nữa đi, lần nữa. Thôi ba xin lỗi anh luôn. Được, duyệt đó. Đủ cà phê không? Ở đâu? Cà phê gì? Ngon không? Có cà phê thú cưng không? Gì biết cà phê thú cưng hả? Sao không? Tên gì? Lu. Cái gì có nữa hả? Lộn. Hachiko. Cà phê Hachiko. Ủa có nữa hả? Ở đâu vậy? Ở bên trái nè. Quẹo bên trái dạ có ấy gì đâu? Không có ai gõ cửa kìa. Mày lẳng nhách. Cà phê đó đâu? Cái Phú Nhuận, cái quận 11 á, trời ơi. Mà cà phê đó có gì vui không vậy luôn? Hả? Nhiều chó dữ lắm, chó đẹp không hả? Có những loại nào kể cho ba nghe coi. Có Husky nè. Ồ vậy là giống con rồi, còn gì nữa? Akita. Gì nữa? Golden Alaska nữa. Chà, có Poodle hay là Corgi gì không con? Có luôn, toàn là chó thứ dữ không à. Nhưng mà nó có dữ không? Không, hiền khô à, tụi nó hay cưng lắm. Hay cưng giống con không? Cỡ con không? Không, tôi cưng hơn. Ồ vậy hả? Đi không? Đi đi liền đi, tôi có con ghẻ rồi đó. Qua đó là thăm nó luôn cái, nhưng nó qua. Đi không được đâu luôn, không được. Sao vậy? Gì mà không được? Họ không cho con qua đâu. Sao à? Kỳ à? Lỡ lây bệnh thì sao? Tôi có bệnh gì đâu mà lây trời. Lỡ chó của họ lây bệnh con thì sao? Tôi đâu có ngán đâu trời. Thằng Lu này đâu có ngán. Thôi ha, không được ha. Sao vậy? Vậy thôi, ông điên mình đi. Tôi ở nhà. Vậy con ở nhà đi. Lu nói chơi mà. Chơi thiệt cái gì đây? Quán Hachiko có nguyên tắc của họ mà. Không, phá vỡ nguyên tắc đi. Mày nói chuyện tới mắc cười quá. Phá vỡ đi. Con khùng quá Lu ơi, ba qua bển học hỏi thêm kinh nghiệm. Vậy đi đi. Với lại nói thiệt với mày luôn luôn. Cái gì? Nói đi. Ở nhà ba chơi mày trước ba chán quá. Tôi biết mà, tôi biết ông chán từ lâu lắm rồi. Nhìn cái mặt móc mày trước tay tôi muốn đấm vô mặt ghê luôn á. Cho nên bây giờ mày ở nhà đi, để tôi qua Hachiko tôi chơi với mấy con chó bển. Tôi bển tôi vừa uống cà phê, tôi vừa vuốt ve, tôi vừa la liếm rồi nó trời ơi sướng. Ê ông kia, thà ông đi ông đừng nói gì nha. Ông mà nói hoài là tôi không biết đứa nào cha đứa nào con nữa, tôi táp ông á. Ba nói giỡn thôi, bởi vì ba nghe nói quán cà phê Hachiko này mở cũng gần được 3 năm rồi, cũng lại là quán tiên phong đi đầu trong mô hình cà phê cuốn và cũng từng được lên những chương trình của HTV, Jawan TV. Và sắp tới đây là chương trình Nhịp Sống Sài Gòn của HTV9 rồi nè. Qua bển đi ba học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc thú cưng của quán nữa, rồi đi về ba chăm sóc cho con nữa. Hiểu chưa? Thư muốn chết gì mà cứ trách hờn ba hoài. Chứ lại dạo này ba thấy con cũng già yếu quá rồi, lông đâu mà rụng quá trời quá đất. Để ba bển hỏi coi có kinh nghiệm gì về chăm sóc con hay không. Chứ lại nhà con nít không à, lông mày rụng vậy lỡ bị bệnh sao mày? Hả? Thôi vậy ông đi qua bển gấp đi. Hachiko có hai cơ sở lận, cái ở Phú Nhuận, cái ở quận 11 á. Rồi biết mấy địa chỉ này rồi, nằm chỉnh in trên màn hình kìa. Chỉnh in trên màn hình luôn kìa. Rồi vậy con nhà nghe, ba qua Hachiko ba uống cà phê nghe. Để ba bển ba chụp thêm vài tấm hình vậy ba cho con ngắm chơi nghe. Mà ghệ của con là đứa nào để ba chụp luôn cho. Ghệ con tên Lú, ba nhớ chụp nghe.